Ở bên sở chỉ có chú quay là kênh Nguyên Phú nha. Này đây có nó cũ mà có mấy con xe đạp đua nó rẻ. Kinh khủng quá nên em phải quay cho anh chị của chú xem nghẹt tức bây giờ. Trước mắt cho anh chị của chú là một con gian này. Đua này. Con này thì made in Taiwan nhé. Gian thì hồi made in Taiwan. Con này chiều là 465mm này. Có ghi ở tay anh chị. Gian nhé. Và đây thông tin nó này. 700 nhân với 25C. Cái này hơi thấp tút so với thông thường là 27. Thì nhưng mà giá nó rất là rẻ. Giá thì chỉ có 25.300 thôi. Là nó gây vào tầm khoảng tầm 3,5 triệu em có như này. Trời sao rẻ thôi. Không là 3,5 triệu mà nó rơi tầm 4 triệu nhá. Nên quý vị thấy mọi thứ con đều rất là đẹp. Mà đặc biệt là con này là không carbon. Em nhắc quý vị coi này, này một tay nhẹ tay này. Thấy không? Mà nó có cái khung này rồi nhé, khung để giá này rồi mà còn nhấc nhẹ một tay bằng nhẹ tay như thế, quá là rẻ luôn, rẻ bất ngờ luôn. Anh em đi nhiều mà chưa thấy khi nào thấy có con gian nào mà đua mà nó rẻ như con này luôn. Cái vành thì cái lốp thì vẫn còn khá là ổn, chưa đến mức nào. Đây quý vị nhìn thấy nó rất là đẹp, ngoại quan đẹp trên dưới luôn. Đây này là một con Giốt này cũng khá là đẹp này, con này cũng đắt hơn con này khoảng tầm 300.000 thôi. Có cả bơm này, bơm bình nước đi kèm luôn này. Cũng là con này vậy là khung nhôm không phải là carbon, nặng hơn một tí. Thì con này cũng rẻ tầm 4,5 triệu. Rẻ thật, hai con này rẻ bất ngờ luôn. Còn bên này xem ngoại con này đã ăn sao. Đây là một con gì đấy. Con này cũng là không carbon luôn. Không thấy giá hay là bán rồi. Chắc là bán rồi sao, không thể giá nữa. Không rõ đây. À đây giá trước đây. Con này thì đắt rồi. Con này là chỉ kênh của chú nhé. Con này 8 triệu. Nó carbon nó nhẹ tanh rồi, cao tí. Con trên thì xe đạp Rai này thì không biết là tí em sẽ sang bên đầu em coi cái giá của con này đẹp thật. Rất là đẹp, viết in gì đây? Taiwan, cũng là viết Taiwan luôn, không carbon, rất là đẹp. Đây có mấy con này thì đắt nằm từ trước giờ rồi này, 11 man này thì chắc là khó bán đấy. Con này nó có pin, xe đạp trợ lực chứ không phải là xe đua, xe đạp thường. 11 man, ghê thật. Con này thì có 27 inch màu đen của thằng Thi Lây này thì có 3 man, tầm 4,5 triệu. Còn cái này không thép thôi, mấy con này không thép thôi. Còn đây có thằng xe đua của Gian rồi này. Con xe đua Gian này mà không carbon này, quý vị thấy vành nó tí. Quay xe này khá đông người xem nên là cũng không nói tự nhiên như bên Quyền Loa. Con này đã tầm 10 triệu nha quý vị. Còn bên này là các linh kiện phụ kiện, giày dép yên có hết. Bianchi này nằm đây khá lâu rồi, cách đây mấy tháng đi vẫn thấy, giờ vẫn thấy nè. Còn Carena này thì mới này cũng 16 triệu gì đó, 17 triệu gì đó, chưa cước, giá tại quán nha quý vị nhá. Đây vòng sang bên này xem, đây có mấy cái lốp vành bản riêng này, giá xem cái lốp vành, cái vành này quý vị biết bao tiền một cặp đấy, vành này bán 5 triệu một cặp. Còn cái vành có cái đĩa này thì rẻ, con này vành của thằng Mavic thì rẻ thế. Cái này thì có 400.000 một chiếc vành này. Còn cái kia thì đu ra EA kia. Xung quanh này thì các cái quầy bản vượt cầu lông này cũng có này, lâu nay có này. Rồi tôn rồi gì đây này. Lít 500 này. Giá rẻ thế, 500 yên tầm chưa đầy 200.000 một cái. Con này thì có tầm 100.000 một vượt Bridgestone này, rẻ thế. Con này cũng thế. Cái này thì không thương hiệu gì cũng bằng Bridgestone luôn.
cặp Coca-Cola này thì đắt hơn tỷ 400 nghìn một đôi. Vợt, cái túi đựng vợt còn đẹp này thì em biết là bao tiền? 200 nghìn. Túi đắt hơn vợt. Đấy, còn nào, xe cộ thứ cũng rất là nhiều luôn. Mũ bảo hiểm này, mũ bảo hiểm ô tô này, toàn tiền man, tiền triệu không. Rẻ nhất đây, cái này cũng tầm 800-900 nghìn. Còn tầm 3-4 triệu một cái mũ bảo hiểm luôn. Xe phân khối lớn bên này, phân khối lớn nhiều. Đấy, mũ đi xe đạp này, Mickey thứ này cũng, con này cũng đẹp. Đẹp đó nhờ. Con này là về chưa có đủ xem. Mickey này, con này thì tầm 200 nghìn cả thuế. Con này cũng không thấy ghi, không thấy giá. Size SM. À đây, con này thì chưa đầy 200 nghìn. Mụ này thì chắc là đắt hơn tí này. Mụ này sốt nó rất là nhẹ, cũng dễ trên 200 nghìn. Còn cái mũ Bridgestone này cũng khoảng tầm 200 nghìn thôi. Dài đi tuyết, xe đạp xe, bài cự dài đi xe máy, mũ bảo hiểm xe đạp, mũ bảo hiểm xe đạp. Mấy cái bảo hiểm xe đạp này nhẹ lắm. Ngày xưa nhớ thời điểm mới sang công ty mua xe đạp, mua cho mỗi anh em một cái mũ bảo hiểm này. À, ngày đó chưa bắt buộc đổi nên là ít khi đổi. Còn loại mũ trên thì rẻ tầm hơn 100 nghìn cái, rất là rẻ. Cái này thì cũng có thêm giày, giày cũ. Đấy, thì em sẽ đi sang bên này xem có gì cái danh chị của chú xem. Giày trượt đinh trượt tuyết rồi gì đủ thứ thể loại luôn. Gôn bóng chày để chơi, máy ảnh cũ thứ đơn, rất nhiều loại, hình câu, gốc. Đấy thì em cũng video này em quay mấy xe cho anh chị của chú xem thôi. Đây không quay này thì gậy gốc nhiều, ồn ào quá. Đấy, để người đi quá đông quá không quay được. Rất là nhiều cần câu đây anh chị của chú nhá. Đây thì em xin chấm dứt video tại đây. Em sẽ sang kia em có được gì hay em mua.